chạy vào đâu đó tầm 100 m thì bên tay trái nó sẽ có một con dốc, các bạn quẹo trái luôn nha. Quẹo trái xong thì mình cứ men theo con đường này là sẽ lên được ngọn hải đăng. Đường lên hải đăng thì mình thấy nó rộng, thoáng mát với nhiều cây xanh nữa. Xe du lịch chạy thoải mái nha. Hôm nay mình đi thì trời nắng đẹp, gió thổi nhẹ nhẹ. Mình có thể cảm nhận được không khí biển rất là sướng luôn. Trên đường đi thì có một cái chùa. Chùa này nằm trên đồi và hướng biển luôn nha các bạn. Wow, khá là dài và rộng, view đẹp đó. Nhưng mà hình như là nó đang sửa chữa các bạn ơi, đang xây dựng vậy đó. Nên chắc vài tháng nữa nó xong thì mình sẽ ghé vào để quay cho các bạn xem nha. Lúc chạy mình để ý là dọc đường nó có đèn đường luôn đó mọi người. Nên cái này chắc đi ban đêm ổn nha. Có 3 điểm cần chú ý ở con đường đi trên hải đăng. Cái điểm thứ nhất đó là nó sẽ có hai khúc cua tay áo, như là cái chỗ mà mình sắp tới nè. Đó, các bạn thấy không? Vòng cua khá là gắt. Nên nếu mọi người chạy nhanh đó, nó sẽ rất dễ bị lấn lên, khá là nguy hiểm nha. Và chỗ cua tay áo thứ hai là lúc gần tới ngọn hải đăng. Điểm thứ hai là ở cái đoạn mà có hai ngã rẽ như trước mặt các bạn thấy nè. Thì các bạn chọn cái ngã nhỏ hơn bên trái nha. Cái chiếc xe hơi này là chạy nhầm đường nè, nên họ phải lùi lại và chạy lên cái đường bên trái nè. Và điều cuối cùng mình muốn lưu ý các bạn là lúc gần tới hải đăng thì nó sẽ có một cái bãi giữ xe như vậy. Thì các bạn cứ bỏ qua và chạy lên tiếp tục nha. Vì ở trên đó sẽ có cái bãi giữ xe hơi và xe máy luôn, khá là rộng rãi. Không có cần phải để chỗ này rồi các bạn có đi bộ lên thì rất là mệt. Chỗ này là tới ngọn hải đăng này các bạn ơi. Ở bên phải là chỗ để xe du lịch. Bên trái này sẽ là chỗ để xe máy nha. Giá xe máy là 5.000. Ngay bãi giữ xe mình thấy có một quán nước nhỏ, có bộ bàn ghế ngồi ngắm cảnh luôn nè, nhìn đã không các bạn? À, ra đây thì mình thấy được cái khúc cua tay áo lúc nãy mình lên nè. Các bạn có nghe tiếng gió không? Hôm nay mình đi trong tuần, khách không có đông, gió rất là mát luôn, mát rượi nha các bạn, sướng. Ở đây có mấy bạn trẻ đang chụp hình cho nhau, còn hai bạn già mình thì cầm máy quay đi quay phim cho các bạn xem nè. Hải đăng Vũng Tàu theo mình tìm hiểu thì được người Pháp xây dựng vào năm 1862 với chiều cao là 149 m so với mực nước biển. Mục đích là để cảnh báo tàu thuyền qua lại khu vực này. Mà sau đó vào năm 1913 thì họ cải tạo lại và dời độ cao lên 170 m so với mực nước biển. Và một thông tin nữa mình cũng muốn gửi đến các bạn, đó là hải đăng Vũng Tàu là một trong những ngọn hải đăng cổ xưa nhất của Việt Nam cũng như là ở Đông Nam Á này luôn nha các bạn. Dữ chưa? Thank you.
Nhìn chung thì tượng Chúa Giêsu và ngọn hải đăng này là hai cái biểu tượng của thành phố Vũng Tàu nha các bạn. Nên các bạn có tới Vũng Tàu thì cũng ghé để tham quan cho biết nha. Còn giờ thì đói rồi, thôi mình về mình đi ăn. Nếu các bạn ghé qua thì hãy cho mình một like, chia sẻ và một lượt đăng ký kênh nha, để mình có nhiều động lực hơn nha các bạn. Chào các bạn nha. Hẹn các bạn ở những video tiếp theo.